Hello, xin mến chào quý cô chú anh chị đã trở lại với kênh Nhà phố Vân Nguyên. Và trong buổi chiều ngày hôm nay, Vân xin giới thiệu đến quý cô chú anh chị một căn nhà nằm ở trục hẻm xe hơi, đường Đoàn Thị Điểm, phường 1, quận Phú Nhuận nha. Khu vực này là khu vực cực VIP ở quận Phú Nhuận, hẻm 29 Đoàn Thị Điểm thông với trục đường Phan Đăng Lưu và khu phố ẩm thực Phan Xích Long. Và đây là trục hẻm số 29 đường Đoàn Thị Điểm nè. Hẻm này thì xe hơi đi vô tư luôn. Và căn nhà ngày hôm nay Vân giới thiệu có kết cấu là 5 tầng với phân khúc 6 tỷ nhỉnh thôi. Hẻm xe hơi đây, thì chúng ta có thể nhìn là xe hơi có thể đậu qua con hẻm mình luôn. Đây là căn nhà mà Vân xin giới thiệu nè. Và căn nhà này có kết cấu là một trệt 4 lầu, công năng gồm có 4 phòng ngủ và 5 nhà vệ sinh. Nhà có hướng chính là hướng Đông Nam, phù hợp với các khách hàng có mệnh phong thủy là Đông Tứ Trạch nha. Nhà có bề ngang mặt tiền là 4m8 nè, từ điểm bên này đến điểm bên đây. Nhà có chiều dài bên trái là 7m5, còn bên phải này là 5m. Và Vân xin mời mọi người cùng tiến vào trong để tham quan chi tiết căn nhà. Và đây là khu vực phòng khách nè, gia chủ có để lại một bộ ghế sofa luôn. Và đây là khu vực bếp, gia chủ để lại một hệ tủ bếp trên dưới nè. Khu vực bếp được tách biệt với lại khu vực phòng khách luôn. Đây, hẻm trước nhà của chúng ta nè. Hẻm 4m, xe hơi dễ dàng lưu thông được. Và nhà đối diện của chúng ta cũng có xe hơi trong nhà luôn. Và đây là nhà vệ sinh ở khu vực tầng trệt nè. Và bây giờ Vân xin mời mọi người cùng tiến lên khu vực lầu 1 nha. Nhà mình thì có 4 lầu, thì mỗi lầu có một phòng ngủ và một nhà vệ sinh riêng tách biệt luôn. Và đây là phòng ngủ thứ nhất nè. Và đây là nhà vệ sinh của phòng ngủ thứ nhất. Gia chủ trang bị với đầy đủ các thiết bị vệ sinh cũng như gạch ốp phun trần. Và xin mời mọi người cùng tiến lên khu vực lầu 2 này. Thì khu vực lầu 2 cũng là một phòng ngủ có một nhà vệ sinh riêng. Và phòng này có ban công. Phòng này có để sẵn một cái tủ quần áo ở đây cho chúng ta sử dụng luôn. Và đây là nhà vệ sinh ở khu vực lầu 2. Phòng này có một cái cửa sổ luôn nè. Tôi xin mời mọi người cùng tiến lên khu vực lầu 3. Và khu vực lầu 3 này gia chủ để lại một bộ giường ngủ và một tủ quần áo. Phòng này thì có ban công và cửa sổ. Và đây là ban công lầu 3. Mỗi phòng đều có một nhà vệ sinh riêng. Nhà này chúng ta có thể ở hoặc cho thuê rất là thuận tiện luôn.
Mỗi phòng như vậy chúng ta có thể cho thuê được tầm 5 triệu một phòng. Tôi xin mời mọi người cùng tiến lên khu vực lầu 4. Đây là phòng ngủ cuối cùng của chúng ta đây. Phòng lầu 4. Phòng này cũng có ban công và một nhà vệ sinh riêng. À không mở cửa được. Đây, Vân quay cho mọi người xem cái ban công phía trước của mình nè. Một cái cửa sổ nhỏ ở đây. Chủ để lại một cái tủ quần áo, một bộ ghế. Và đây là nhà vệ sinh ở khu vực lầu 4. Và với một căn nhà có kết cấu 5 tầng, nằm ở vị trí trung tâm phường 1, quận Phú Nhuận, thông với khu phố ẩm thực Phan Xích Long, gần ngã tư Phú Nhuận và chợ Phú Nhuận, đang được gia chủ chào bán với mức giá là 6 tỷ 450 triệu, còn thương lượng trực tiếp với chính chủ. Nếu quý cô chú anh chị có quan tâm đến căn nhà này, hãy liên hệ với Vân qua số điện thoại được hiển thị bên góc trái của màn hình. Đừng quên bấm đăng ký để theo dõi những căn nhà đang được chào bán. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.